Mỗi xe đã làm những việc gì trong cái quá trình đi đưa dân Israel ra khỏi cái xứ nô lệ, xứ Ai Cập đấy? Cái gì? 10 tai họa, 10 phép lạ đúng không? 10 phép lạ, còn gì nữa? Làm cho biển đỏ khô. Tiếp theo làm gì nữa? Chúng ta có nhớ công việc gì không? Nước từ hòn đá. Nước đắng được chữa lành nguồn nước. Rồi điều gì nữa? Đúng rồi, bánh, làm bánh mana từ trên trời rơi xuống. Đó, tiếp theo. Chim cút cũng từ bay đến đúng không ạ? Khi dân nổi loạn nên đòi ăn thịt. Thì còn gì nữa? 40 ngày với Chúa trên núi đúng không ạ? Sinai. Tiếp theo cái gì nữa? Đập vỡ hai bảng đá luật pháp. Còn gì nữa? Cầu nguyện cho dân. Ông ấy làm nhiều việc lắm. Ông làm rất nhiều việc. Chúng ta ngồi kể ra đây, kể rất nhiều việc. Nhưng Kinh Thánh, như tôi nói từ ban đầu ấy, cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta ấy, chúng ta làm rất nhiều việc, chúng ta nhớ rất nhiều việc. Nhưng mà Kinh Thánh nhớ việc gì? Chúa nhớ việc gì? Chúng ta có muốn tất cả những công việc của chúng ta được Chúa nhớ không? Thực ra ấy, Chúa nhớ hết tất cả công việc của chúng ta, việc xấu như cũng thế mà việc tốt cũng thế, Chúa nhớ hết. Nhưng có những việc được nhắc đến, nhưng có những việc không được nhắc đến. Chúng ta có muốn những việc làm của chúng ta được nhắc đến không? Trong sách Hebrew ấy là một cái thơ, có người thì nói rằng đấy là thơ của ông Phaolô viết, nhưng có người bảo cái lối hành văn không giống như là lối hành văn của Phaolô. Và có một cái ý kiến như này, người ta bảo đó chính là được Thánh Linh viết. Nhưng dù ai viết cái thơ Hebrew thì cũng là một cái thơ để nhắc nhở chúng ta. Ở trong đó có một cái đoạn, có một cái chương, ở trong chương 11 ấy, chúng ta xem chương 11 từ câu 23, tôi nhờ ai đó đọc của tôi. Bởi đức tin, khi Môi-se sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con sinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin Môi-se đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai công chúa Pharaon, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hài hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Egypto, vì người ngửa trông sự ban thưởng. Tiếp theo. Bởi đức tin, người lìa xứ Egypto không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép dưới huyết hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng của Israel. Bởi đức tin. Được rồi, chúng ta dừng lại tại đó để nói đến ông ấy. Ở đây á, thì tôi xin tách ra cái đoạn với đoạn Kinh Thánh này để chúng ta nhìn thấy. Khi nói đến cuộc đời của ông Môi-se, Kinh Thánh nói đến ba cái phần bởi đức tin. Câu 23. Câu 23 nói như sau. Bởi đức tin, Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng. Vì thấy là một đứa con sinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Chúng ta dừng lại câu đó. Ở đây ấy, cho chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng rằng khi những đứa hay là những con người được gọi là con cái Đức Chúa Trời được sinh ra trên đất này thì không được thế gian này niềm nở tiếp đón đâu. Vua của thế gian này là vua của đây là Pharaon. Pharaon là đại diện cho vua của thế gian mờ tối này. Cùng với hệ thống của nó không bao giờ muốn đón nhận các con cái của Đức Chúa Trời đâu. Nó không muốn. Chúng ta cứ ngồi ngẫm lại mà xem, hôm nay chúng ta ngồi tại đây, chúng ta có thể đã phải khó khăn lắm mới giữ được mạng sống cho tới ngày hôm nay. Có thể ai đó cũng đã suýt chết đuối nữa là khác. Ai đó tai nạn, ai đó vì cái gì đấy,
Nhưng chúng ta nhìn mà xem, qua cái câu Kinh Thánh chúng ta ở đây, chúng ta nhìn thế này: cha mẹ người giấu đi 3 tháng. Ở trong thế gian này á, có một cái phần gia đình rất là quan trọng. Môi-se được cứu bởi ai ạ? Đầu tiên cứu bởi bố mẹ. Cứu bởi bố mẹ. Ở đây lời Chúa muốn cho chúng ta nhận thấy một cái trách nhiệm của bố mẹ trong việc dạy dỗ và nuôi nấng con cái của mình. Đôi khi chúng ta cứ đổ cho nhà trường hay đổ cho xã hội, thậm chí có những người đổ cho hội thánh. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta cần phải biết, không phải ai khác ngoài cha mẹ, ngoài gia đình trong nuôi dạy con cái. Đây là một cái điều rất là quan trọng nữa để chúng ta ý thức được. Cảm ơn Chúa, chúng ta ý thức được rồi, nhưng nhắc nhở cũng vẫn cứ tốt. Có nhiều bậc cha mẹ mãi đi làm, con gửi, và chúng ta nhìn thấy có rất nhiều những điều tệ xảy ra. Rồi nó lớn lên cho đi học ngoài nhà trường, không để ý, không quan tâm gì cả, không có dành thời gian nói chuyện với nó, không có dành thời gian để ý đến nó, không có dành thời gian cầu nguyện cho nó. Có một người ta nói thế này: khi con cái chúng ta còn nhỏ ấy, mà chúng ta không nói về Đức Chúa Trời cho nó ấy, thì sau này nó lớn lên ấy, thì chúng ta sẽ nói với Đức Chúa Trời về nó. Có nghĩa là thế nào? Khi mà từ nhỏ ấy, mình không kể nói về Đức Chúa Trời, không dạy nó gần gũi Đức Chúa Trời, về sau này nó lớn lên ấy, nó trở thành một đứa, và mình suốt ngày đến gần với Chúa cầu nguyện mà Chúa ơi cứu con của con. Chúng ta sẽ nói nhiều với Đức Chúa Trời, khóc nhiều với Đức Chúa Trời vì đứa con của mình. Cha mẹ hãy dành thời gian cầu nguyện với cả con cái của mình, cầu nguyện thay cho nó, rồi dạy dỗ nó bằng cách nào đó, tìm cái cách nào đấy. Đừng để cái gì đấy nó cướp đi tuổi thơ của chúng nó. Khi tôi đến Israel, tôi nhìn thấy trẻ con tuyệt vời, chúng nó không bị các cái máy tính hay điện thoại cướp mất thời gian. Nhưng từ đứa nhỏ, từ nhỏ nó đã rất chỉnh chu trong ăn mặc, được bố mẹ. Rồi ra ngoài xã hội, chúng ta nhìn thấy rằng ở đó họ có một cái tổ chức rất là tốt, là cái người lớn tuổi hơn ấy, thanh niên ấy, lớn tuổi hơn ấy, bao giờ cũng bắt đầu như kiểu là một cái tổ trưởng của một cái đội bé tuổi hơn. Nó cứ thành một cái nếp sống như vậy trong xã hội đấy. Ở nhà chúng nó được bố mẹ dạy dỗ từ cái ăn mặc rất là tốt. Rồi ra ngoài xã hội, nhưng mà xã hội đấy ấy, tôi nghĩ rằng đó là một cái xã hội rất là tốt, một cái mô hình rất là tốt trong việc dạy con của mình. Nhưng quay lại cái đoạn Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng cái trách nhiệm thuộc về bố mẹ trong việc dạy con cái. Đừng nhường cái phần đó cho ai. Amen không ạ? Amen. Đừng nhường cái phần dạy con cái cho ai. Đừng đổ cái trách nhiệm con của mình là cho ai. Bây giờ nhiều người hay có cái thói quen, đặc biệt xã hội chúng ta, đổ cái trách nhiệm, đổ với trách nhiệm sang người khác. Và thậm chí cái con cái của mình hư, đổ cho nhà trường. Tất nhiên ở nhà trường, tôi nói thật, ở nhà trường cái môi trường không thể cho con cái của mình trở thành tốt được. Và thậm chí ở trong hội thánh ấy, có cái nhóm trường Chúa Nhật dành cho trẻ em ấy, thì cũng không thể dạy nó yêu mến được Đức Chúa Trời bằng tại nhà gia đình. Nếu gia đình không dạy thì cái nhóm đấy, cái lớp Chúa Nhật đấy cũng không dạy được. Thế cho nên cái trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về gia đình trong việc dạy dỗ con cái, bảo vệ con cái để nó sớm nhận biết đến Chúa. Đây chúng ta tiếp theo: bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai công chúa Pharaon, đành đứng cùng dân Đức Chúa Trời chịu hài hiếp hơn là tạm hưởng sự vui mừng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Egypto, và người ngửa trông sự ban thưởng. Ở đây
có một cái câu thứ hai về bởi đức tin. Ở trước chúng ta bởi đức tin mà Môi-se được sinh ra, được lớn lên. Và tiếp theo ở đây khi ông đã khôn lớn rồi thì Kinh Thánh nói rằng là bởi đức tin Môi-se đã khôn lớn. Rồi khi ông đã khôn lớn thì ông biết làm cái gì? Ông ấy thứ nhất là bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh. Ông ấy biết bỏ. Thế gian có nhiều cái lời mời, nhưng cái sự khôn ngoan nó nằm ở chỗ là phải biết nói không. Có người người ta nói thế này, cái người thành công ở trên thế gian này là người nói biết nói không nhiều hơn nói có. Biết nói không không phải có nghĩa là cứ suốt ngày cứ không, không phải. Biết nói không có nghĩa là có sự lựa chọn, biết từ chối. Khi chúng ta nói không là tốt. Tôi nhớ về sau này sự sống của tôi đảm bảo được cũng là một lần tôi xin làm chứng, đó là hồi còn ở bên Nga, khi có một cái lời đề nghị chỉ cần bắt tay một thành phần trong xã hội đen lúc bấy giờ của người Nga thôi thì lúc đó cái gì cũng có. Một lời cám dỗ rất là đúng lúc, bởi vì cái lúc đấy ấy, tôi vừa trong tù bước ra thì không có cái gì cả. Không có công ăn việc làm, không có tiền bạc, rồi thậm chí không biết là sẽ nói chuyện chơi bời với ai. Và lúc đó có một lời đề nghị, chỉ cần giơ tay ra bắt thôi thì hầu như cái gì cũng có. Nhưng khi tôi phải đến một cái thời điểm phải nói với cả người ta rằng xin phép cho tôi được tự quyết định cuộc sống của mình, và như vậy họ hiểu. Tôi từ bỏ những cái đó và cảm ơn Chúa vì tôi bỏ cái đó, ngày hôm nay tôi có ngồi tại đây. Bởi vì cái hội đấy cho đến giờ này thì tôi biết rằng là chết gần hết rồi. Chết gần hết rồi. Họ thanh toán lẫn nhau rồi thế nọ thế kia, chết gần hết rồi. Mà tôi chắc chắn nằm trong số đó. Bởi vì có mấy trường hợp người nước ngoài ở trong một cái tổ chức kiểu dạng như vậy cũng chết rồi. Chết trong lúc tôi còn đang ở bên đó. Nhưng cảm ơn Chúa, đó là sự lựa chọn. Phải biết nói không. Những cái lời đề nghị với mình thế gian này nó có vẻ rất là đúng lúc, mà rất là hay, và rất là mở. Quay sang người bên cạnh nói rằng hãy biết nói không. Và ông ấy từ chối những cái đó để ông tiếp theo nói là Kinh Thánh cho chúng ta nhìn thấy thế này: đánh cùng dân của Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu của xứ Egypto, và người ngỡ trông sự ban thưởng. Ở đây ấy, bởi đức tin này ấy, ở đây nhìn là những cái đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng đó chính là cái thái độ, cái động cơ sống và cái giá trị cốt lõi mà Môi-se đặt để trong lòng mình. Khi biết nói không, không phải là cứ nói không như thế này, nhưng là nói không từ trong lòng mình. Từ chối không phải là cứ phải là bày ra ngoài, mà từ chối từ trong lòng mình. Mình thấy rằng cái điều đó xấu, mình từ chối nó. Ở đây đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy thái độ của ông ấy một cách rõ ràng. Cái động cơ sống của ông ấy, đối với ông ấy cái điều gì là quý hơn cả? Ông có thể không cần nói ra, nhưng mà Kinh Thánh, lời của Chúa ghi lại chúng ta thấy rằng ông ấy thà lấy cái sự chịu khổ cùng dân con của Đức Chúa Trời, cùng dân của Đức Chúa Trời là quý hơn vàng bạc châu báu địa vị. Mà cái kia nó chỉ là tạm thời. Hay nói cái khác, ông ấy chọn cái giá trị đời đời hơn là cái giá trị tạm thời. Thế gian ấy, nó cho chúng ta cái gì, cẩn thận nó sẽ lấy. Nó sẽ lấy. Nhưng mà khi chúng ta đón nhận cái điều gì đó từ Chúa, chúng ta quý, trân trọng, thì cái đó là ở cùng chúng ta đời đời. Ở đây Môi-se đã biết cách sắp xếp lại những cái giá trị cốt lõi của ông. Ông chọn cái sự đời đời. Và cái đó, chính cái đó là khiến cho ông ấy có một cái động cơ để sống.
đoạn Kinh Thánh. Cái bởi vì bởi đức tin, cái câu bởi đức tin thứ hai cho chúng ta nhìn thấy phía bên trong của ông ấy là như vậy. Tiếp theo một cái câu nữa bởi đức tin, đó là câu 27. Nói như sau: bởi đức tin người lìa xứ Egypto không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin ông đã sống một cuộc sống mà theo ý muốn của Chúa, không sợ vua giận. Nhưng Kinh Thánh chỉ chúng ta thấy một rõ ràng, khi sống một cuộc sống đẹp theo ý của Chúa thì đừng sợ vua giận. Tôi nhớ khi tôi quyết định tin theo Chúa thì cũng là cái lúc mà tôi từ bỏ thuốc lá và rượu. Và mọi người biết không, khi làm cái vị thế và cái công việc của tôi á, tôi hay gặp các vị quan chức ở đó, và bây giờ người ta mời một chén rượu, mời mình chén rượu, một ông quan mình hay nhờ vả người ta, mình phải quy lụy người ta, bây giờ người ta mời mình chén rượu mà chối, khó. Nhiều người bảo không thể bỏ được. Cách đây không lâu tôi nói chuyện với cả một số người mà tôi biết cũng làm công chức ở tại đây, và họ bảo không thể bỏ được rượu, không thể bỏ được thuốc lá, chỉ vì thế này: phải làm việc với cả mọi người, muốn có được hợp đồng à, muốn có được mối quan hệ à, muốn có được cái nọ cái kia à, thì bắt buộc là phải lơ mơ say. Họ nó vào một cái thế như vậy, họ không dám từ chối. Nhưng khi tôi quyết định bỏ rượu, bỏ thuốc lá, thì cảm ơn Chúa, tôi không sợ các vua giận, những người trên tôi giận đâu. Và ngược lại, sau khi họ nhìn thấy mình thắng được cái đó, họ không thắng được ấy, họ lấy một tấm gương. Trong cuộc sống ấy, khi mình đã xác định được Chúa kêu gọi mình đi đến đâu ấy, thì thường là mình phải bỏ đi nhiều thứ lắm. Mình phải bỏ đi những cái gì trước đây mình dùng nó để che đậy cái sự lõa lồ của mình. Mình che đậy cái sự lõa lồ của mình bằng cái gì? Khi người ta không có vinh hiển của Chúa che đậy thì người ta sẽ sử dụng tiền bạc để che đậy. Người ta sẽ sử dụng địa vị trong xã hội, một cái vai vế nào đó để che đậy. Và người ta sử dụng đến tài sản, sự tôn trọng để che đậy. Đâm ra người ta hay, những người mà không biết Chúa hoặc những người biết Chúa nửa vời đó, thì họ hay khoe tiền, đúng không ạ? Người ta nhìn thấy họ hay khoe tiền bạc. Rồi họ hay, nếu như mà không có, họ hay khoe chức vụ. Có những người, thậm chí có những người biết đến Chúa rồi cũng hay khoe chức vụ. Biết đến Chúa rồi nhưng mà vẫn bị lõa lồ. Biết đến Chúa rồi vẫn có thể bị lõa lồ đó. Và không biết bỏ đi. Khi chúng ta tin Chúa, được Chúa kêu gọi đi, cần phải bỏ đi những cái mà trước đây chúng ta dùng nó để che đậy mình. Hãy để cho vinh hiển của Chúa ba che chở chúng ta. Đừng để cho quyền lợi, đừng để cho chức vụ, đừng để cho cái gì đấy nó là một cái để che mình, và luôn luôn bày tỏ ra mình như là một người thành công. Đừng cố chứng tỏ ra như vậy. Hãy để cho vinh hiển của Chúa bảo vệ mình. Như thế nào để vinh hiển của Chúa bảo vệ được chúng ta, che chở được chúng ta? Đó chính là đi theo Chúa, đi theo cái hướng mà Chúa chỉ cho mình, đi theo cái nơi mà Chúa kêu gọi mình, chứ không phải đi theo đám đông. Nếu thường thường ấy, có những người đi theo đám đông ấy, thì đấy là dùng đám đông để che chở mình. Đi theo đám đông đôi khi là tốt, nếu như đám đông đó yêu mến Chúa và họ có một mối tương giao riêng tư với Chúa. Nhưng nếu như đám đông đó họ không phải là như vậy, họ che chở bằng cái đám đông đó hoặc bằng những cách khác, thì chúng ta có thể không cần phải đi cùng. Hoặc có đi thì luôn xin Chúa che chở mình một cách riêng tư.
sợ. Ông ấy không sợ vua giận, bởi vì vua mà giận thì thường thường chúng thì sẽ bị sao ạ? Thứ nhất là mất chức vụ, mất quyền lợi, đúng không ạ? Vua mà giận thì mất những cái đó, nhưng mà không sợ. Chúng ta có sợ ai không? À, với Chúa ấy, thì sợ cũng đúng, nhưng mà hãy yêu mến Chúa. Bởi vì á, cái điều răn thứ nhất ấy, thì Chúa vẫn nói rằng ngươi hết lòng, hết linh hồn yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Cái sợ hay cái tôn trọng, cái sợ nó rất là nhỏ ở trong đó. Sợ phạm tội, mà người ta chỉ có sợ khi ta phạm tội thôi. Nhưng yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời đối với cả chúng ta ấy, ngày trước ấy, chúng ta rất sợ các thần. Thậm chí nói đến ông trời, nhiều người bây giờ rất sợ, bởi vì ấy, chúng ta một cái cảm giác tội lỗi, nó luôn luôn khiến cho chúng ta phải sợ. Nhưng mà Chúa muốn bày tỏ ra Ngài là người cha yêu thương chúng ta, chứ Chúa không muốn chỉ là cho chúng ta sợ Ngài. Cho nên hãy yêu, cái phần yêu nó nhiều hơn. Trong gia đình cũng vậy, tôi có những đứa con và tôi muốn chúng nó yêu tôi nhiều hơn là sợ, chứ không có nói một câu nó cứ run như thế này á thì rất là tệ. Vậy Kinh Thánh nói rằng hãy dạn dĩ, làm sao? Đến gần Chúa. Chúng ta sợ đúng là một cái phần, tôi phải nhắc lại điều này, bởi vì chúng ta đã được nuôi dạy trong môi trường là sợ các thần rồi. Bởi vì sao? Các thần đấy hành phạt chúng ta, sai là ăn đòn, hành phạt, và chúng ta bị nghĩ như vậy. Thực ra hãy sợ, sợ Satan, bởi vì nó xấu, không thích. Cái gì chúng ta sợ chúng ta sẽ không thích, cái gì chúng ta yêu chúng ta sẽ đến gần. Đối với nó, sợ phạm tội, hãy sợ nó, không kính sợ nó, nhưng mà hãy sợ nó. Nó nói một câu, sợ nó, thôi tôi không, tôi sợ anh lắm, không chơi với anh, tôi sợ anh lắm. Sợ phạm tội. Nhưng với Chúa hãy yêu mến Chúa. Một cái câu nữa, tôi sắp kết thúc. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép dưới huyết hầu cho đấng hủy diệt, không hủy diệt đến con đầu lòng của Israel. Ở đây chúng ta nhìn thấy đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng ông ấy sống và luôn đặt lợi ích và ý muốn của Chúa trước mắt mình. Ngay từ ban đầu thì Chúa đã gọi Môi-se là đi đưa dân sự của Ngài, đưa dân của Ngài, cứu dân của Ngài. Cho nên Môi-se biết được cái mục đích của cái việc ông ấy sống, việc ông ấy làm. Khi ông ấy, ở đây đoạn Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là ông ấy giữ lễ vượt qua này và làm pháp dưới huyết này, tất cả những cái đó là những công việc. Nhưng mà ông đặt một cái mục đích cuối cùng, đó là để làm sao giữ được dân sự của Chúa, dân Israel, giữ được tài sản hay đạt được ý muốn của Chúa. Ông ấy không sử dụng con người để đạt được mục đích của mình, mà ông ấy làm sao đặt phục vụ cái ý muốn của Chúa, luôn luôn đặt trước hết. Chúng ta còn nhìn thấy Chúa rất yêu con người, nhưng ở trong cái xã hội chúng ta này, người ta sử dụng con người. Hôm nay người ta sử dụng, thấy cậu này tốt, tôi sử dụng xong rồi tôi vứt đi. Khi anh ấy đến tuổi về hưu rồi thì tôi cũng chẳng cần quan tâm đến anh nữa. Hoặc là anh ấy mà bị tai nạn chẳng hạn, hoặc là bị sao, tôi không thèm đoái đến anh ấy nữa. Xã hội bây giờ nó thế. Nhưng ở trong Chúa thì không. Ông Môi-se, ông ấy biết được rằng là Chúa kêu gọi ông ấy là để cứu người, giữ người. Và ông quý trọng từng người một. Cho nên tại sao chúng ta quý trọng tất cả những mọi người đến trong hội thánh? Chúng ta quý trọng, không khinh rẻ một ai cả. Nói đến điều này, những ai mà vắng mặt ấy, thì chúng ta cố gắng điện thoại hỏi thăm người ta.
Không phải bởi vì người ta phải đến nhóm đâu, không hẳn là như vậy. Nếu người ta đến nhóm được thì tốt, nhưng không đến nhóm được chúng ta hỏi thăm người ta, thăm hỏi. Bởi vì tôi nhớ rằng đất nước của chúng ta thì chưa gặp phải cái đó nhiều, nhưng ở bên châu Âu, bên Nga kia cũng gặp phải rất nhiều. Đó là người ta ở trong những căn hộ và có những người chết ở trong đó hàng tuần, hàng tháng rồi bắt đầu người ta mới biết. Tại sao? Bởi chẳng ai hỏi thăm kìa. Có mặt hay không, không quan trọng. Rất tiếc, đó là những con người tin Chúa đó đấy, ở hội thánh đấy. Người ta sống ở trong căn hộ, người ta ốm, người ta chết ở đó cả tuần, cả tháng, chẳng ai biết. Hội thánh, tôi không muốn có hội thánh như thế. Nếu mà xây dựng hội thánh như vậy thì chúng ta đang xây dựng cái gì đấy chứ không phải hội thánh. Và như vậy, nói như vậy là sai hội thánh. Hội thánh ấy, chúng ta thấy một người vắng mặt thì chúng ta quan tâm đến người ta xem cuộc sống người ta thế nào. Có thể người ta đang cô đơn, có thể người ta đang bị phải đấu tranh, và có thể người ta đang bị thương ở trong nhà đấy mà mình không biết. Chúng ta đang dần dần xây dựng rất nhiều những cái nhà kiểu như thế, những cái chung khu chung cư, người ta sống không cần biết hàng xóm, không cần biết ai với ai cả. Hội thánh là câu trả lời cho sự phát triển, cho sự thay đổi của xã hội, là cái nơi mà chúng ta thấy vắng một người chúng ta sẽ hỏi thăm. Con người bao giờ cũng là trọng tâm đối với Chúa. Chúa quý con người. Cái nói câu đó có thể là thừa, nhưng mà tất cả những gì Chúa làm đó là vì con người. Có một lần Chúa Giêsu đi trên phạm tội đối với cả như người Pharisee, ngày phạm tội và ngày Sa-bát. Và những người Pharisee cáo tội Chúa, nói rằng trong ngày Sa-bát tại sao mà ông lại bứt bung lúa mì cho môn đồ ăn. Và Chúa Giêsu nói một câu như thế này: con người là Chúa của ngày Sa-bát. Có nghĩa là thế nào? Các luật lệ mà con người lập, hay là ai mà đưa ra ấy, thậm chí Chúa đưa ra mà không vì con người đấy, không phải luật lệ từ Chúa. Bởi vì Chúa bao giờ cũng tôn trọng con người. Luật pháp hay luật lệ, nó là phục vụ con người, chứ không phải bắt con người phục vụ luật pháp. Cho nên trong hội thánh chúng ta cũng vậy, chúng ta làm thế nào thì làm. Làm cái gì thì cái điều quan trọng đó chính là phục vụ con người. Chúng ta có trống, có đàn, chúng ta có mục sư, chúng ta có đội nọ đội kia, nhưng mà không phục vụ con người ấy, thì cũng không giải quyết vấn đề gì. Phục vụ con người có nghĩa là thế nào? Trong cái thời kỳ này ấy, là thời kỳ Chúa mở cánh cửa để cứu nhiều người, được cứu nhiều người. Cho nên bằng mọi cách đem tin lành cho mọi người, bằng mọi cách đem tin lành cho mọi người, cho bạn bè mình, cho nói chung cho bất kỳ ai mà chúng ta thấy cần. Bởi vì đây là một cái điều mà tại sao trong thời gian này tôi thấy thúc giục trong lòng lắm. Nói đó là Chúa trong thơ Roma chương 11 ấy, Chúa nói rằng cái dân Do Thái tại sao họ không tin được Chúa, bởi vì họ đóng cửa, Chúa làm cho họ mờ mắt. Để làm gì? Để cho nhiều người ngoại vào được cứu cho đủ số. Rồi sau đó, người Do Thái họ bỗng nhận ra rằng là Chúa Giêsu là cứu Chúa. Lúc đó thì dân ngoại không được cứu nữa đâu. Cho nên chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mà Kinh Thánh gọi là ân điển, thời kỳ mà Chúa làm việc để có thể đem tin lành ra bằng mọi cách, mọi nơi. Hãy tận dụng cơ hội. Tôi tận dụng cơ hội để nói với cả bạn bè của mình, để nói với cả những người mà tôi quen biết, mà khi gây được một cảm xúc, gây được một cái cảm tình nào đấy rồi, thì tôi nói, tôi làm chứng về tôi. Tôi nói rằng Chúa yêu mến họ. Vấn đề họ tin hay không, tôi không biết lúc nào họ tin. Tôi không thể ép người ta được. Nhưng ít nhất cho họ một thông tin về Chúa, ít nhất cho họ một cái phao để có lúc họ bị ngã thì họ còn biết đường mà bám.
Kinh Thánh nói rằng người công bình thì sống bởi đức tin. Ông Môi-se đã làm rất nhiều việc chúng ta vừa nhắc đến đây, nhưng mà đây có những cái việc này là việc Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta về ông ấy, đó là bởi đức tin. Bởi đức tin, bởi đức tin và bởi đức tin. Để làm sao cuộc sống của chúng ta hãy nhìn vào lòng mình, và để cuối cùng ấy phải làm sao đấy mình thấy rằng là ô tôi bởi đức tin tôi làm cái nọ, tôi làm cái kia. Bởi đức tin tôi từ chối cái nọ. Bởi đức tin tôi tiếp nhận cái này. Bởi đức tin tôi đi về hướng này. Bởi đức tin tôi ở tại đây. Và bởi đức tin tôi làm công việc này. Như vậy cuộc sống của chúng ta rất đẹp theo ý muốn của Chúa. Còn nếu như chúng ta chỉ là bởi vì miếng ăn hay bởi vì cái gì đấy để chúng ta sống ấy, cái đó không được ghi trong này đâu. Không được ghi ở trên kia đâu. Nó vô nghĩa. Nên cảm ơn Chúa, hãy nhắc nhở lòng mình là chúng ta làm cái gì đấy bởi đức tin. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng ăn à, uống à, hay làm cái gì cả thì hãy làm gì ạ? Bởi đức tin mà làm. Bởi đức tin mà làm. Bởi đức tin có nghĩa là thế nào? Bởi đức tin có nghĩa là thế nào? Đó là làm sao Chúa bảo mình. Xác định là cái việc đó là theo ý muốn của Chúa. Ở đây ba cái đoạn Kinh Thánh bởi đức tin này cho chúng ta nhìn thấy. Thứ nhất là phải biết từ chối cái điều không thuộc về Chúa. Phải biết sắp xếp lại trật tự những cái giá trị. Và tiếp theo nữa, chúng ta đi và bởi đức tin mà đi. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta thực hiện cái gì, làm cái gì thì cũng vì con người. Chúa đặt để chúng ta hội thánh này, chúng ta bảo vệ lẫn nhau, gìn giữ lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Thì đấy là những cái điều mà hôm nay tôi muốn chia sẻ. Chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện.